Tết Fair 2023, Top 50 doanh nghiệp được World Service tin dùng là chương trình do tạp chí Cẩm Nang mua sắm và World Service phối hợp cùng cộng đồng Bixin và WeLin tổ chức, được thực hiện bởi Nam Hương Media and Event và WeMedia dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam VAA. Chương trình nhằm tìm kiếm và tôn vinh những thương hiệu có uy tín tại thị trường Việt Nam và nước ngoài. Với quy mô đẳng cấp quốc tế, giải thưởng đã có 4 năm liên tục tổ chức, tôn vinh hàng trăm thương hiệu có sản phẩm và dịch vụ chất lượng được các doanh nhân doanh nghiệp đón đợi hàng năm. Tết Fair 2023, Top 50 doanh nghiệp được World Service tin dùng hướng đến lễ hội mua sắm trong bầu không khí đón xuân Quý Mão đầy rộn rã. Sự kiện tạo cơ hội kết nối giao thương kinh doanh đa ngành cho các thành viên trong mạng lưới Bixin và WeLin thông qua 50 gian hàng trưng bày đa dạng sản phẩm, kiến tạo hiệu quả các cơ hội hợp tác đầu tư cho các doanh nghiệp trên đa lĩnh vực, chia sẻ các dịch vụ để cùng nhau chuẩn bị các phương án chiến lược kinh doanh cho một năm kinh tế mới. Tết Fair 2023 dự kiến sẽ thu hút 1.000 khách mời là các chính khách, doanh nhân cùng 100 doanh nghiệp uy tín trong nước và quốc tế tham dự. Bên cạnh đó, chương trình dự kiến sẽ có hơn 10.000 lượt khách hàng online qua các kênh truyền thông và mạng xã hội thông qua WeLin App, World Service App, WeL Magazine Online và Cẩm Nang Mua Sắm Online. Tiêu chí bình chọn top 50 doanh nghiệp được World Service tin dùng. Theo đó, các doanh nghiệp tham gia giải thưởng sẽ hội đủ các tiêu chí sau. Doanh nghiệp thực hiện tốt luật kinh doanh. Doanh chủ có ý thức xây dựng hình ảnh bản thân trước công chúng. Doanh nghiệp có tham gia chuyển đổi số. Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thân thiện với môi trường. Doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng. Chương trình sẽ kết hợp cùng hơn 30 kênh truyền thông, báo chí và truyền hình đưa tin. Bên cạnh lễ trao giải Top 50 doanh nghiệp được World Service tin dùng cùng bầu không khí tưng bừng mua sắm đón chào năm mới, khách mời còn được tham gia các hoạt động khác như Business Lunch, Private Dinner, thưởng thức các tiết mục thời trang và trình diễn nghệ thuật, các tọa đàm với chủ đề hấp dẫn và đặc biệt tạo ra một sân chơi cho thế hệ kế thừa, The Next Generation. Bên cạnh đó, chương trình vinh dự được sự quan tâm hợp tác của công ty cổ phần Global Chumi cùng top 10 cuộc thi The Best of Streamer, Streamer siêu đẳng, hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm mua hàng theo xu hướng thời đại và những kiến thức kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp đến cho các doanh nghiệp. Sự kiện sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 9 giờ đến 21 giờ ngày 7 và ngày 8 tháng 1 năm 2023 tại Novaland, số 25 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Tết Fair 2023, Top 50 doanh nghiệp được World Service tin dùng, cơ hội lớn để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, dịch vụ và mở rộng giao thương khắp toàn cầu. Để tìm hiểu và tham gia sự kiện, kính mời quý doanh nhân, doanh nghiệp vui lòng quét mã QR đang hiển thị trên màn hình hoặc liên hệ ban tổ chức để được tư vấn. Hotline 090 458 9821.